Rồi, chào bà con nghe, bữa nay thì mấy con cái dòng ếch ếch nè, nhất là ếch 90 nè, ếch 90 bãi dê đây, ếch 90 con này còn đẹp bà con, ếch 90 màu rảnh quay chạy thử bà con nha, ếch 90 đây, ếch 90 bãi dê 9. Còn đây ếch 80 mặt đạn, ếch 80 mặt đạn 80 giờ mặt đạn, 80 giờ mặt đạn đây, đẹp đạt đạt đó, có chùm chùm que, chùm đánh chớn với chùm bô mặt đạn rồi con ha, ếch 80 ngoài đẹp đạt ếch 80. Còn đây là ếch 60 60 70 đây ếch 70 bà về đây máy lăn hết rồi nha, ếch 70 bà về nó đẹp, con này đẹp gì nữa, đẹp ếch 70 đây, bô bổng còn trắng ít xài con ếch 70 nước đầy đủ nha con, nguyên vẹn nha, chưa chạy nha. Rồi mấy con đó đây. Rồi là đó 80 bãi dê nè. 80 bãi dê rồi con. Đó 80 bãi dê nha. Đây là đó 80 luôn, bãi dê luôn. Đây là ếch 90 phải về. À, cái này là chưa trừ rửa nguyên xi rồi con. Rồi à, tết chưa trừ rửa nguyên xi, máy lăn là ok. Máy còn hơi luôn. Tết. Đây là ếch 80, con này đẹp nè, phải về. Hoặc là con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Rồi hai con ếch 90 nè. Đẹp luôn. Đó, 80 rồi bạn nè, ngon lành nè. Nói chung mặt đạn bãi dê sạch cũng ngon mà con cũng con xài thôi. Nó bãi dê mà con bơm nước là vô địch luôn. Nó bãi dê mà con bơm nước là vô ok. Xài rất là ok bơm nước nha. Bơm nước hay chạy thuyền chạy ghe là rất ok. Có bãi dê nè. Rất là sướng mà con. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Bao la mà con ơi. Xe xăng, xe dầu đầy đủ. Con là có nhu cầu luôn nha. Rồi con D722 ba máy của ta. Ồ đẹp cực kỳ luôn nè. Xin giờ. Hello.